Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay người ta thường nói: thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lọc lừa luồn lách lại lên lương. Quả thật không lạ gì khi thực tế có những công nhân đứng lên tố cáo sai phạm của các công ty xí nghiệp. Họ được thắng kiện, nhưng rồi họ lại bị cho nghỉ việc. Còn những người lươn lẹo luồn lách cứ mãi lên lương lên chức. Cứ như thế, sống thật thà trong xã hội ngày nay như là một cái gì đó xa xỉ, nguy hiểm và thiệt hại. Tiếng nói của lương tâm ngày càng nhẹ ký, lương tâm đấu tranh riết, nói riết cũng không bằng lương tháng. Sống trong bầu khí như thế, nhân ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay, Chúa Giêsu gửi đến mỗi người Kitô hữu chúng ta một sứ mạng hết sức quan trọng và cần thiết. Sứ mạng truyền giáo, làm chứng cho nước trời bằng chính đời sống chứng tá. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Hay nói cách khác, Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy trở thành muối ướp mặn đời, là ánh sáng chiếu soi trần gian. Đây là một sứ vụ khó, nhưng nó lại là một điều bắt buộc đối với những ai mang danh là Kitô hữu. Vì nếu không sống sứ vụ này thì sẽ bị vứt bỏ và bị chà đạp, như lời Chúa đã khẳng định: khi muối lạc đi thì nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Hơn nữa, Thánh Phao-lô đã xác quyết: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Là người Kitô hữu thì phải mặn chất chân thật, phải tỏa ánh sáng tin mừng cứu độ. Chính vì thế, người Kitô hữu không thể sống theo kiểu gian dối của thế gian được. Người Kitô hữu không thể thấy người ta sống sao thì tôi sống vậy, hay thấy người ta làm bậy tôi cũng làm theo. Không, là người Kitô hữu mang trong mình sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta là muối ướp mặn đời, chứ không phải là muối bị thế gian làm biến chất chân thật của mình, làm lu mờ ánh sáng tin mừng nơi mình. Người ta thường có lập luận: một con én không làm nên mùa xuân. Một mình sống ngay chính thật thà, một mình sống chất tin mừng cũng chẳng thể làm thay đổi được gì trong xã hội. Một con én không làm nên mùa xuân, điều này đúng. Nhưng nếu không có con én đầu tiên thì sẽ chẳng bao giờ có con én thứ hai, thứ ba và nhiều con én khác nữa để làm nên mùa xuân. Nếu không có ai dám xung phong làm người đầu tiên sống chất tin mừng thì sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai. Nếu một nốt nhạc bảo rằng một nốt nhạc đâu làm nên ca khúc thì hẳn sẽ không bao giờ có bản trường ca. Nếu viên gạch bảo rằng một viên gạch đâu xây được bức tường thì hẳn sẽ không bao giờ có một ngôi nhà. Nếu hạt lúa bảo rằng một hạt lúa đâu phủ hết ruộng đồng thì hẳn sẽ không bao giờ có được mùa gặt. Và nếu con người cứ bảo rằng một cử chỉ yêu thương thật thà đâu cứu được nhân trần thì hẳn sẽ không bao giờ có công lý và hòa bình, nhân phẩm và hạnh phúc trên thế gian này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong việc loan báo tin mừng, Thiên Chúa cần chất lượng hơn là số lượng. Nhiều tấn muối lạc thì chỉ đáng vứt bỏ ra đường cho người ta chà đạp. còn một hạt muối mặn thì được trân quý vô cùng. Sống trong xã hội mà có quá nhiều gương xấu như hôi của, hối lộ, tham nhũng, bằng giả bằng gian, lừa gạt cướp bóc, thì con người ngày nay đang thiếu và đang rất cần những chứng nhân sống chất tin mừng của Chúa. Ngày xưa, trước khi tiêu diệt thành phố Sodoma sa đọa và tội lỗi, Chúa đã có cuộc thương lượng với Abraham. Chúa phán, nếu Abraham tìm được 100 người sống thánh thiện trong thành Sodoma, thì Chúa sẽ tha thứ cho cả thành. Tìm hoài không thấy, Abraham quay lại và trả giá với Chúa xuống còn 50, 30, 20 và cuối cùng xuống còn 5 người. Và Chúa vẫn hứa, vì 5 người đó, Chúa cũng sẽ tha thứ cho cả thành. Nhưng Abraham tìm không thấy 5 người thánh thiện trong thành, nên thành Sodoma đã bị lửa tiêu diệt muôn đời. Thành bị tiêu diệt vì thiếu 5 người công chính trong muôn ngàn người tội lỗi. Và thực trạng thiếu vắng người công chính của thành phố Sodoma ngày xưa cũng đang diễn ra nơi các thành phố làng mạc, nơi mọi giáo xứ, nơi mỗi cộng đoàn và trong từng gia đình ngày nay. Nơi gia đình thiếu những thành viên dám sống chứng nhân để cứu cả gia đình mình. Vì thiếu vắng một người cha gương mẫu, hay một người mẹ hiền từ, hay một người con hiếu thảo, nên gia đình bị tan vỡ. Nơi trường học thiếu vắng những học sinh chăm chỉ, sống trung thực thật thà, nên trường học thiếu vắng đi chất men tin mừng. Nơi công ty, công sở, nơi phố chợ đang thiếu những người sống ngay chính thật thà, nên đau khổ khổ đau do sự lừa gạt cướp bóc cứ mãi dâng tràn. Như ngôi nhà cần đến từng viên gạch, như bản trường ca cần đến từng nốt nhạc, và như mùa gặt cần đến từng hạt lúa, thì Thiên Chúa và nhân loại ngày nay cũng đang cần đến từng người chúng ta, là những người Kitô hữu sống mặn chất muối và tỏa sáng tin mừng để cứu giúp những người thân trong gia đình mình và những người xung quanh. Đó là sứ mạng truyền giáo và loan báo tin mừng mà Chúa gửi đến cho mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay, và Chúa luôn đặt hy vọng và tin tưởng vào từng người chúng ta. Amen. Ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh thân con ở bên Chúa thương ban xuống trên phần hèn những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không thể hư hao, dấu tim con mềm yếu sẽ phai như màu áo đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào, đời con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi. Chào dân ngàn muôn tâm tình chơi vơi. những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh ân không ở bên Chúa thương ban xuống trên phần hè những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hết ư ao, dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo đấng yêu thương vẫn đùa ngọt ngào rộn ràng như suối mơ. Lòng con dâng ngập bao ý thơ vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người đem lòng mến tô thắm môi cười, đem tình Chúa thương yêu từ ta vào đời. Dẫn thân dìu con trên ngang muôn nẻo đường nhân gian, chính Ngài mơ mỏi con cho mình thoát lên những khôn ngoan. Tin mừng Chúa đơm hoa cắm trên địa đàng những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh ân không ở bên Chúa thương ban xuống trên phần hè những ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hết. Lời ca ngợi đấng tối cao để ta muôn hồng ân biến trời thâm sâu. Dẫu đời lắm trong gai, xin lòng xác son mãi không phai. Xin cùng bước theo chân Chúa trên đường dài. Những ân tình Chúa dành cho con quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh ân không ở bên Chúa thương ban xuống trên phần hè những ân tình trên cao đến muôn đời không nên hư hao. Dẫu tim cô mềm yếu sẽ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Dẫu tim con mềm yếu sẽ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Dẫu tim con mềm yếu sẽ phai như màu áo, đấng yêu thương vẫn